xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Mai sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mới được nhà Mai Son nhập về từ Mỹ cho mọi người ha. Đây là dòng máy của hãng Kinko và đây là dòng iFlow 2. Thì so với phiên bản gốc ban đầu ấy, iFlow 2 nó sẽ giúp cho mình làm sạch hơn gấp 4 lần so với phiên bản gốc, cho nên rất là được yêu thích ở bên Mỹ luôn. Thì đây là cái chiếc máy này ấy, đầu tiên phải giới thiệu với mọi người, đây là máy hút bụi cầm tay loại không dây. Và đặc biệt nữa là ngoài chức năng hút bụi thì nó sẽ đồng thời lau sàn nhà đó mọi người, lau ướt cho mình cùng một thời điểm luôn, nên là mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức gấp 2 cho đến gấp 4 lần so với bình thường ha. Bởi vì thông thường mọi người sẽ cần phải quét nhà này, sau đó lau nhà, và nếu như nhà mình dơ hoặc các bề mặt sàn không có được đẹp thì mọi người sẽ phải quét và lau dọn rất là nhiều lần. Còn với chiếc máy này thì mọi người có thể làm tất cả trong cùng một lúc luôn ha. Thì khi mà mọi người dùng ấy thì ở đây nó sẽ có dây sạc, và sau khi sạc xong thì mọi người có thể gỡ dây ra và di chuyển máy tự do. Thân máy khá là nhẹ và dễ sử dụng. Bây giờ thì Mai sẽ giới thiệu cho mọi người kỹ hơn về cái cách sử dụng và cách lắp ráp nha. Xin chào mọi người, clip này thì sẽ được cung cấp thông tin cho mọi người về cách sử dụng máy ha. Máy của mình thì sẽ có hai chức năng cùng một lúc, đó là hút bụi bẩn, chất dơ, dung dịch lỏng và lau nhà cùng một lúc. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn của sản phẩm so với lại dòng hút bụi thông thường thì sẽ chỉ có thể hút bụi và các cái lông mịn của thú cưng thôi. Còn như dòng máy này thì có thể hút nhiều chất dơ hơn, đồng thời là có một cái khoang chứa nước riêng để mà làm sạch và lau sàn cùng một lúc luôn, cho nên mọi người sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn rất là nhiều. Thân máy được thiết kế rất là thân thiện ha. Khi cách sử dụng thì mọi người chỉ cần bấm nút on ở phía trên này thì máy sẽ bắt đầu hoạt động. Và khi mà máy hoạt động rồi thì mọi người chỉ cần nắm cái phần tay nắm ở đây thôi. Ở dưới thân máy đã có một cái bánh xe, hai cái bánh xe ở phía mặt sau này này, và có trợ lực từ máy, cho nên là máy đã tự động hơi đẩy về phía trước rồi. Mọi người chủ yếu là chỉ cần dùng cái cổ tay của mình để mình xoay cái chiều mà mình muốn di chuyển. Còn gần như là máy đã chạy tới phía trước rồi, cho nên rất là nhẹ nhàng ha, không hoàn toàn nặng gì hết. Và khi mà chất dơ lên thì sẽ được lưu trữ ở cái khoang này. Mỗi lần mọi người sử dụng và vệ sinh xong thì mọi người nên đổ cái khu vực nước dơ này đi ngay sau khi sử dụng ha, để giữ cho cái khu vực sử dụng của mình nó vệ sinh hơn. Đối với thân con lăn ở đây thì được xài công nghệ tự động làm sạch, cho nên là con lăn này mình cũng không cần phải vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên là mỗi một lần mà mọi người lau dọn mà có quá nhiều chất dơ như hình minh họa ở đây ha, vừa có sữa vừa có bắn mọi thứ, thì mọi người sau khi mọi người sử dụng, mọi người đổ cái khoang nước này xong thì mọi người có thể kiểm tra lại bằng cách là mình gỡ cái nắp chắn ở đây ra và kiểm tra xem là cái khe rãnh hút lên ở đây có còn mắc lại thức ăn và đồ thừa không. Thì mọi người có thể dùng cây cọ để lấy đồ dùng dơ ở đây ra, hoặc là mình xịt nước trực tiếp vào ha. Rất là đơn giản và thao tác cực kỳ dễ dàng. Hy vọng thông tin vừa rồi hữu ích đối với mọi người, và mọi thông tin chi tiết khác nếu mọi người cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ với website mysonhangmy.com hoặc fanpage mysonstore.usa để được tư vấn. Xin cảm ơn.